Nếu mà tùy em có thể ngồi thẳng lên cũng được. Ok. Rồi, ok. Xin chào Á hậu sinh thái quốc tế năm 2017 Nguyễn Thị Thành. Câu chuyện liên quan tới việc làm răng thẩm mỹ của chị tưởng đã lắng đi nhưng mà gần đây thì lại được thổi bùng lên qua khẳng định của đương kim hậu Đại Dương năm 2017 Lê Âu Ngân Anh trong cuộc họp báo vừa qua, rằng không thể so sánh tôi với chị Nguyễn Thị Thành vì tôi đã can đảm tháo mũi, còn Thành thì không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi một đấu trường nhan sắc. Điều này thì khiến chị đã bày tỏ sự thất vọng và giận dữ như một startup mới đây trên Facebook cá nhân của mình. Vì sao vậy thưa chị Nguyễn Thị Thành ạ? Xin chào quý vị khán thính giả, mình là Nguyễn Thị Thành và mình xin phép được trả lời những cái câu hỏi là liên quan đến cái vấn đề là Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh thì có những cái phát ngôn gọi là hơi có cái chút động chạm đến mình, tại vì trước đây khi mà Thành tham gia cuộc thi Hoa khôi du lịch cùng với Ngân Anh thì hai chị em cũng biết nhau, cũng có nói chuyện qua với nhau, thì theo cái nhận định của Thành thì Ngân Anh là một cô gái rất là thông minh, rất là lễ phép và rất là hiểu biết. Thì khi mà Thành biết được là cô ấy đăng quang Hoa hậu Đại Dương mà vẫn có cái vấn đề liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, thì cô ấy đã làm mũi và đã tháo mũi ra trước khi đi thi, thì dù sóng gió dư luận đập đến cô ấy rất là nhiều và mọi người đều chỉ trích và có buông những cái lời lẽ rất là nặng nề với cô ấy, nhưng mà Thành thì dưới cái góc độ một người bạn, người chị cùng tham gia thi, thì Thành hiểu được tính cách của cô ấy, thì Thành cũng luôn ủng hộ cô ấy và không có bất cứ lời lẽ nào mà Thành động chạm hay là Thành không ủng hộ cô ấy cả. Thành vẫn luôn ủng hộ cô ấy và Ngân Anh cũng rất là dễ thương. Thì trong những cái sự kiện của Thành thì Thành đều mời Ngân Anh, thì Ngân Anh không có đến dự nhưng mà Ngân Anh vẫn gửi hoa và gửi những cái lời động viên rất là dễ thương đến Thành, thì Thành rất là trân trọng điều đó và Thành rất là quý mến Ngân Anh. Mà cho đến ngày trước, cách đây khoảng 2 ngày, thì Thành nhận được tin là ở trong buổi họp báo của cô ấy thì cô ấy có cái phát ngôn, Thành nghĩ là ở thời điểm đó thì là một phát ngôn thiếu suy nghĩ, là cô ấy có can đảm để tháo mũ ra trước khi đi thi, còn Thành thì không có can đảm để tháo răng. Thì thật sự như lúc đó Thành nghe được tin đó thì Thành cảm thấy rất là buồn cười, rất là nực cười, vì nếu mà cô ấy là người đã từng phẫu thuật thẩm mỹ và đã từng có liên quan đụng chạm với dao kéo, không chỉ về trên khuôn mặt hay là về răng, thì cô ấy phải là người hiểu rõ nhất tại sao Thành không thể tháo răng. Nhưng Thành không giận ở cái vấn đề là cô ấy nói là Thành không tháo răng, mà Thành giận ở cái vấn đề là cô ấy nói là Thành không có can đảm. Tại vì thật ra thì Thành cũng đã nói với lại ban tổ chức của Thành là Thành đã làm răng rồi, chứ Thành không phải là Thành không nói. Và cô ấy thì là người cũng biết rõ điều đó, thì ở thời điểm đó thì một người mình rất là quý mến và một người mà mình luôn ủng hộ, mặc dù là tất cả mọi người là đều chỉ trích cô ấy, thì Thành vẫn luôn ủng hộ cô ấy. Thì khi Thành nhận được tin đấy thì đương nhiên là cảm giác của mình rất là thất vọng và rất là buồn, và cảm thấy là những cái tình cảm mà mình dành cho cô ấy thì cô ấy không có trân trọng. Và ở một cương vị hoa hậu thì những cái lời lẽ đó thì Thành nghĩ là một cái lời lẽ rất là thiếu suy nghĩ, và nếu mà Thành là ở vị trí của cô ấy thì Thành chắc chắn sẽ không trả lời báo chí những cái vấn đề xoay canh, những cái vấn đề rất là nhạy cảm như vậy, vì thứ nhất là cái tinh thần của mình nó không được ổn định, thì mình không nên phát ngôn bất cứ điều gì, vì trong cái tình cảnh như thế thì mình phát ngôn thì vô tình là những cái phát ngôn của mình nó không được tròn vành rõ chữ, nó không được đầy đủ, thì rất là khiến khán giả hiểu nhầm. Vâng. Mặt khác thì cũng trong status của chị thì chị đã khẳng định là Hoa hậu Đại Dương năm 2017 còn từng can thiệp thẩm mỹ răng. Và mới đây thì đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân, từng là bác sĩ thẩm mỹ, cũng khẳng định là Hoa hậu Ngân Anh đã phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình răng, hệ xương hàm, thay đổi cấu trúc hình dáng mũi bằng thủ thuật hay là phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp. Vậy thì chị có nhận xét gì về điều này ạ? Về cái vấn đề cô ấy đã làm cái gì trên khuôn mặt cô ấy, thì thật sự thì người bình thường khi mà nhìn vào tấm ảnh, so tấm ảnh trước đây và tấm ảnh bây giờ, thì họ cũng có thể nhìn thấy một cách rất là rõ ràng về cái cơ hàm của cô ấy, rồi mũi, rồi mắt cô ấy thay đổi như thế nào. Người bình thường người ta cũng có thể nhìn thấy được. Và về cái vấn đề này thì Thành nghĩ là
thời buổi bây giờ thì việc những cô gái thông minh hơn, biết làm cho mình đẹp hơn thì nó không có gì là xấu cả. Nhưng để một người đẹp đi thi hoa hậu mà can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều như vậy và nó không thì nó sẽ không hợp với lại cái quy chế quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về một cuộc thi hoa hậu thì cần có những cái quy chế gì thì nó đối với một cô gái bình thường thì nó không có gì xấu cả và nó hết sức là bình thường tự nhiên, nhưng mà với một người đẹp đi thi hoa hậu thì những cái vấn đề về phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều trên khuôn mặt thì nó sẽ gây những cái ảnh hưởng nếu như người đó đăng quang. Ví dụ là Ngân Anh đăng quang thì đều bị mọi người chỉ trích và không ủng hộ. Đó cũng là lý do tại sao là cái người đẹp đi thi hoa hậu bây giờ thì đối với quy chế hiện tại thì không nên làm bất cứ cái gì trên khuôn mặt kể cả răng, nếu không là sẽ bị tước vương miện giống như Thành. Và đó là lời khuyên mà Thành cũng muốn gửi đến cho tất cả các bạn đang có dự định đi thi hoa hậu với thời điểm hiện tại, khi mà cái quy định nó chưa được thay đổi thì các bạn không nên can thiệp bất cứ cái vấn đề gì trên khuôn mặt để tránh những cái điều mà xấu nhất có thể xảy ra. Trong status gần nhất thì chị khẳng định là đã luôn ủng hộ Hoa hậu Đại Dương, dù cô ấy bị công chúng ném đá vì từng phẫu thuật thẩm mỹ và vì nhan sắc gây tranh cãi. Nhưng mà trả lời trên một báo mạng thì chị cũng cho biết nếu cục nghệ thuật biểu diễn của thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ấy không có bất cứ hình thức xử lý nào hoặc là đưa ra tuyên bố cho qua sự việc thì đây sẽ là một bất công nặng nề đối với trường hợp của chị trước đó. Khi mà trước đó chỉ vì là bọc răng sứ thẩm mỹ thôi mà chị đã bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 và cũng bị cơ quan chức năng là tước vương miện Á khôi du lịch năm 2017. Chị giải thích ra sao ạ? Vì cái vấn đề mà Thành rất là không có may mắn, rất là kém may mắn khi mà mình bị tước cái danh hiệu của mình xoay quanh cái vấn đề làm răng thẩm mỹ thì rất là nhiều người nói với Thành là rất là không công bằng với Thành, rồi nhắn tin rồi gọi điện cho Thành là nói Thành là nên đi kiện nên đi kiện để lấy lại công bằng cho mình. Thì Thành có nghĩ là lúc mà Thành mới nhận được thông tin là Lương Văn Anh đăng quang ấy, khi mà mặt cô ấy vẫn đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, thì Thành cảm thấy thật sự rất là tủi thân, rất là buồn và cảm thấy rất là chạnh lòng. Nhưng mà suy nghĩ kỹ, suy cho cùng thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Và cô ấy cũng đã có trách nhiệm báo lại cho ban tổ chức rồi. Vậy thì cái lỗi khi mà cô ấy đăng quang khi đã phẫu thuật thẩm mỹ thì đó là lỗi của ban tổ chức, lỗi của những nhà chức trách có cái quyền có quyền quy định, có quyền xử phạt. Họ đã không làm đúng với cái chức trách của mình, chứ không phải là lỗi của cô ấy. Lỗi là lỗi của người đã để cho cô ấy đăng quang. Và sau khi cô ấy đăng quang mà không có bất kỳ cái hình thức xử phạt thì là lỗi của những nhà chức trách. Và khi mà Thành suy nghĩ kỹ thì Thành cho rằng là nếu như bây giờ tước đi vương miện của cô ấy thì đồng nghĩa với việc tước đi ước mơ của cô ấy, vì dù gì thì cô ấy cũng đã cố gắng hết sức để đạt được cái vương miện đó. Thì nếu như vậy thì rất là ác với một cô gái, tại vì hơn ai hết thì Thành hiểu được cái cảm giác là khi mà mình đạt được một cái gì gọi là thành quả của mình, cái công sức của mình mà mình bị người khác tước đi thì đó là một điều hết sức là tàn ác. Và khi mà nhớ lại cái cảm giác lúc đó thì đến bây giờ Thành vẫn cảm thấy nó rất là kinh khủng và rất là khó khăn để cho một cô gái có thể vượt qua cái đó. Thì Thành nghĩ là không cần thiết phải tước vương miện của cô ấy, nhưng để những thí sinh sau này cũng như là đối với trường hợp của Thành không bị quá bất công thì Bộ Văn hóa cũng như là Cục Biểu diễn Nghệ thuật nên có cái hình phạt thích đáng cho cả ban tổ chức và cả thí sinh đó và cả Leo Ngân Anh, chứ không, nếu như không có bất kỳ hình phạt nào thì cộng đồng mạng rồi dân chúng người ta sẽ cảm thấy rất là bất công cho Thành và cảm thấy rất là không được tôn trọng ấy. vì họ người đặt ra quy định nhưng mà lại không xử phạt rồi không làm đúng với cái quy định đó thì họ cảm thấy rất là bất công, thì cũng sẽ rất là khó khăn cho Ngân Anh nếu như sau này cô ấy tiếp tục trên con đường nghệ thuật thì sẽ không được mọi người ủng hộ và vẫn sẽ bị những lời lẽ chỉ trích làm tổn thương, thì đó là điều không ai muốn cả. Cả bản thân Thành bây giờ cũng vậy, Thành không muốn điều đó xảy ra với Ngân Anh. Thì Thành cũng mong là Cục Biểu diễn Nghệ thuật thì cũng sẽ sớm đưa ra những cái quyết định cho cái trường hợp của Leo Ngân Anh để làm vừa lòng tất cả mọi người, nói chung là hợp tình và hợp lý.
Chị vừa cho rằng là khi mà mình đưa ra một cái quy chế, tức là đây là vấn đề pháp luật rồi, mà chính bản thân những người đưa ra quy chế đấy và những người thực hành quy chế đấy là các cơ quan nhà nước, rồi bên ban tổ chức và cả thí sinh nữa đều không thực hiện đúng quy chế, thì như vậy là tất cả trường hợp này đều vi phạm quy chế, đúng không ạ? Và cũng liên quan đến trường hợp của thí sinh, ở đây là trường hợp của Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh, thì nhiều ý kiến cho rằng, và đặc kể cả những ý kiến của một số vị quản lý trong lĩnh vực văn hóa của Bộ Văn hóa Thông tin, cho rằng là không nên chê trách hoặc là mọi người không nên ném đá quá nhiều thí sinh, và ở đây là trường hợp của Lê Âu Ngân Anh. Thì cũng giống như trường hợp trước đây, có một số những thí sinh hoa hậu đã từng bị phát hiện gian dối, tức là không theo đúng quy chế dự thi, như là trường hợp của Hoa hậu Việt Nam năm 2008 Thùy Dung chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, trong khi quy định của bộ chủ quản và của ban tổ chức cuộc thi là thí sinh phải có trình độ trung học phổ thông, tức là người ta hiểu rằng đấy là phải tốt nghiệp lớp 12, tức là tốt nghiệp cấp trung học phổ thông, nhưng mà cô ấy lại chưa tốt nghiệp. Rồi đến trường hợp của một số vị thí sinh hoa hậu khác hoặc là những cái hoa hậu khác đã đạt danh hiệu. Thế vấn đề ở đây đặt ra là người ta thường hiểu là một người 18 tuổi trở lên thì đã được trưởng thành rồi. Đúng rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái người đó khi mà tham gia bất cứ một điều gì thì họ sẽ biết được là cái quy định thế nào, rồi cái quy định của ban tổ chức ra sao, quy định của pháp luật thế nào. Nếu họ vẫn cố tình vi phạm thì phải chăng là chính họ là cái, cũng là cái người sai? Nói về vấn đề này, tức là về cả thí sinh, ban tổ chức lẫn cục nghệ thuật biểu diễn, nếu họ biết sẵn cái quy chế đó, biết rõ cái quy chế đó mà vẫn vi phạm, thì đương nhiên là cả thí sinh, cả ban tổ chức lẫn cục nghệ thuật biểu diễn họ đều có những cái nhìn nhận lầm, một cái sự hiểu lầm, hoặc là một cái có lẽ là một cái sự hiểu lầm. Cũng như Ngân Anh cũng vậy thôi, Ngân Anh cũng đã nói với lại ban tổ chức rồi, nhưng ban tổ chức vẫn quyết định chọn cô ấy là hoa hậu, thì đó là cái sự hiểu không rõ và có lý do gì đó thì anh không thể biết được, thì họ vẫn cho cô ấy đăng quang. Thì đó là, nói chung là lỗi thì là lỗi về thuộc về những nhà chức trách, rồi ban tổ chức thì nó nhiều hơn là thí sinh, tại vì thí sinh họ cũng đã có trách nhiệm là họ báo lại với lại ban tổ chức rồi, nhưng mà ban tổ chức thì vẫn tiếp tục không loại người đó ra mà vẫn tiếp tục cho người đó thi và vẫn tiếp tục cho cô ấy đăng quang, thì đó là lỗi của họ. Vâng, mới nhất thì Hoa hậu Đại Dương năm 2017 ấy, đã có lời xin lỗi chị trên Facebook. Cô ấy cho rằng là đó chỉ là chuyện hiểu nhầm, chứ không có ý định xúc phạm chị. Cái câu chuyện này thì đến bây giờ chị thấy như thế nào ạ? Rất nhiều người cho rằng là cô ấy, khi mà cô ấy đã lỡ nói ra rồi, nhưng mà cô ấy lại khi mà nhận được cái lượng chỉ trích nhiều hơn sau cái status của Thành, thì mọi người nghĩ là cô ấy để gỡ gạt lại cái lời nói của cô ấy thì cô ấy xin lỗi Thành. Thì thực ra thì Thành cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, khi mà đó, ví dụ đó chỉ là hiểu lầm, đó chỉ là những cái phát ngôn mà khi cô ấy không được bình tĩnh, hoặc là khi cô ấy gặp phải những cái vấn đề về tâm lý quá nhiều, cô ấy không thể kiểm soát được cái phát ngôn của mình, thì nếu đó là hiểu lầm thì Thành cũng sẵn sàng gọi là bỏ qua thôi, chứ cũng không để bụng để làm gì, tại vì cô ấy cũng đã bị chỉ trích rất là nhiều rồi. Cũng vì câu chuyện làm răng sứ thẩm mỹ mà chị đã bị cục nghệ thuật biểu diễn ra quyết định tước danh hiệu Á Khôi Du Lịch, khiến chị đã trở thành người đẹp đầu tiên bị tước danh hiệu, và sau đó thì lại bị mang tiếng là đi thi quốc tế không phép. Vậy thì với cái cuộc thi Hoa hậu Đại Dương năm 2017 ấy, đã có kết luận rằng là ban tổ chức sai phạm này, và chính thí sinh cũng vi phạm quy chế thi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mà vẫn đăng quan ấy, tới nay thì không hề bị xử lý, thì chị có thấy chạnh lòng không về cái trường hợp của mình? Chia sẻ thì nếu như không có bất kỳ hình phạt nào cho cái trường hợp của Lê Âu Ngân Anh về cả thí sinh lẫn ban tổ chức, thì thật sự đó là một điều hết sức là bất công đối với cuộc thi của Thành và đối với bản thân Thành, tại vì cuộc thi của Thành thì đã bị cấm không được tổ chức, đã bị cái một công ty tầm cám là bị cấm không được tổ chức cuộc thi này nữa, và Thành thì bị tước vương miện mãi mãi, thì đó là một điều hết sức là bất công. Nếu như không có bất kỳ hình phạt nào, và Thành, đương nhiên là Thành lúc đầu thì Thành cảm thấy rất là buồn và cảm thấy tại sao lại như vậy, rồi tại sao lại bất công như vậy, cũng buồn, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì Thành nghĩ là mỗi người đều có một cái số phận, và
Thành nghĩ là đó là cái số phận của Thành, và mình phải học cách chấp nhận thôi. Và sau những cái thử thách, những cái khó khăn, những cái vụ lùm xùm mà Thành đã trải qua, thì Thành cảm thấy Thành trưởng thành rất là nhiều, và Thành không có còn oan tính hay là không có còn so đo với ai cả. Vì mình Thành đã chấp nhận đó là số phận của mình, thì mình cũng không cần phải đi so sánh với ai hết, và mình cũng không cần phải so đo làm gì cả. Vì suy cho cùng thì Ngân Anh thì cô ấy cũng còn trẻ giống như Thành, thì cũng thà là Thành chịu tổn thương một mình chứ không nên là bắt một cô gái nào đó tiếp tục chịu tổn thương giống Thành nữa. Thì Thành nghĩ đó là sau khi Thành suy nghĩ kỹ thì Thành nghĩ không nhất thiết phải tức vương miện của cô ấy. Cũng liên quan đến câu chuyện ở đây, không phải là câu chuyện đừng ném đá nàng vì nàng quá đẹp, hay là đơn giản vì nàng là con gái, hay là nàng là người đẹp, mà câu chuyện là việc đề ra luật pháp như thế nào, và cái việc có thực thi đúng cái luật pháp hay không, hay là vi phạm nó, dù là trong những việc nhỏ nhất. Bởi vì nhiều người ta cho rằng là đây chỉ là đơn giản một cuộc thi sắc đẹp thôi, và đây lại là một cuộc thi sắc đẹp không lớn. Vậy thì có cần thiết phải làm rõ là không? Có cần thiết phải làm lớn chuyện hay không? Nhưng mà tôi cho rằng là đứng ở góc độ quy định pháp luật, thì nếu như dù bất cứ việc gì, dù lớn hay dù nhỏ mà đã đề ra mà lại vi phạm, mà chính những người đề ra rồi những người thực thi lại vi phạm pháp luật, vậy thì như cái trường hợp chị, với cái sự bao dung chị cho rằng là một mình chị chịu là đã đủ rồi. Nhưng mà nếu như những cái cuộc thi như thế này mà không bị xử lý, hoặc là những cái người thực thi pháp luật thế này không được bị xử lý khi mà họ làm sai, vậy thì liệu rằng có cái tạo ra cái niềm tin cho những người khác, rồi cái việc thực thi về cái quy phạm và những cái pháp luật tiếp theo hay một, và có tạo ra cái sự công bằng, dù nó là cái sự công bằng tương đối hay không ạ? Thì Thành cũng đã nói rồi là cái trường hợp xấu nhất là cô ấy sẽ bị tước vương miện, thì cái điều đó là Thành đương nhiên là Thành không muốn xảy ra với cô ấy. Nhưng mà nhất quyết là phải có một cái hình phạt thích đáng về cả ban tổ chức và cả Leo Ngân Anh. Nhưng Thành vẫn mong, đó là cái mong ước của Thành thôi, là Thành vẫn mong cho là cái trường hợp xấu nhất là cô ấy bị tước vương miện và sẽ không xảy ra với cô ấy nữa. Thì trong những cái bài trả lời phỏng vấn của Thành thì Thành cũng đã nói là nếu như không có bất kỳ hình phạt nào thì sẽ không thể làm gương cho những người sau này, và cũng sẽ rất là bất công đối với Thành. Thì nói về vấn đề bất công với Thành, thì bất công nhiều hay bất công ít thì nó cũng không quan trọng, nhưng mà quan trọng là để cho những người sau này họ không tái phạm, và họ cảm thấy là mình vẫn có niềm tin vào những cái cuộc thi hoa hậu. Câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ ấy, hay là không phẫu thuật thẩm mỹ thì mới được dự thi sắc đẹp ở Việt Nam ấy, vẫn là cái điều tranh cãi không dứt. Nhưng mà trên thế giới thì phần lớn các cuộc thi sắc đẹp thì họ đều chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Theo chị thì Việt Nam có nên thay đổi cái điều này không, để thí sinh Việt Nam ấy, khi mà họ đi thi thố quốc tế thì sẽ không bị thua thiệt trong một số trường hợp ạ? Thì bạn bè của Thành ở cuộc thi đó, họ khi mà Thành nói về cái vấn đề là Thành làm răng và Thành bị tước vương miện của mình, rồi Thành phải đăng ký, tức là Thành phải được quy định của Việt Nam để mới có thể tham gia cuộc thi đó, thì họ cảm thấy là wow, nó rất là vô lý, và có những cái lời lẽ nó còn ghê hơn vậy, nhưng mà Thành không tiện nói ở đây. Họ nói là thực sự hết sức là vô lý, tại vì ở quốc gia của họ như Venezuela, Philippines, Thái Lan hay là Indonesia thì cái vấn đề mà thí sinh can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ thì ban tổ chức của những cái cuộc thi đó họ không có quan tâm thí sinh của họ đã phẫu thuật thẩm mỹ những cái gì, đã làm những cái gì. Nhưng quan trọng là ở trong cuộc thi đó, cô gái đó tỏa sáng, cô gái đó có đủ những cái tố chất để đại diện cho quốc gia của họ, thì không lẽ nào họ lại không chọn cô gái đó cả. Và cái vấn đề mà vẻ đẹp ở bên ngoài nó đối với một thí sinh hoa hậu hết sức, thì đương nhiên nó cái vẻ đẹp nó sẽ quan trọng, nhưng cái cô gái đó có đủ thông minh, có đủ trình độ hay có đủ nhận thức để làm cái vẻ đẹp đó tỏa sáng hay không thì cái vấn đề đó nó quan trọng hơn. Nên là ở bên ngoài họ không có quan tâm đến cái vấn đề là thí sinh của mình họ phẫu thuật thẩm mỹ những cái gì, họ không cần phải phanh phui những cái điều đó. Thì quan trọng là thí sinh đó họ có đủ tố chất, có đủ cái năng lực để đại diện cho quốc gia của mình tham gia hay không. Thì
ở Việt Nam của mình là đất nước duy nhất là cần phải cấp phép thì mới được tham gia các cuộc thi hoa hậu quốc tế. Thì Thành cũng bày tỏ những cái vấn đề này với các bạn thí sinh của Thành, rồi các bạn bè của Thành, thì họ nói là chắc Việt Nam là đất nước duy nhất. Thì đúng là Việt Nam là đất nước duy nhất là phải xin phép. Thì cái vấn đề này nó cũng sẽ hạn chế những cái thứ hạng của Việt Nam trên cái bản đồ nhan sắc quốc tế. Tại vì rất nhiều thí sinh họ rất là đẹp nhưng họ không tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong nước, thì đồng nghĩa với việc là họ không thể tham gia cuộc thi nước ngoài. Thì đó cũng là một phần cái hạn chế, nó thu hẹp lại cái khả năng của những thí sinh mà. Và với những cái cá nhân thì họ cũng bị hạn chế cái cơ hội của chính họ, hạn chế cái cơ hội của mình. Và Thành nghĩ là đã đến lúc Việt Nam nên thay đổi để hòa nhập. Và thay đổi thì đương nhiên là vẫn sẽ giữ lại những cái văn hóa mà Việt Nam muốn có. Không nhất thiết là nếu như bây giờ Việt Nam thay đổi là cho thí sinh phẫu thuật hoàn toàn 100%, thì đương nhiên là sẽ không được mọi người ủng hộ nhiều. Tại vì ở Việt Nam của mình có những cái văn hóa khác so với nước ngoài, nên là nếu như để thay đổi thì là một điều hết sức là khó khăn cho các nhà chức trách. Vì vừa phải cân bằng giữa văn hóa của người Việt Nam, vừa phải cân bằng cái về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ để gia nhập với lại thế giới. Vâng, tôi có một câu hỏi nữa muốn hỏi chị. Sau giải thưởng hoa hậu, sau cái giải thưởng Á hậu sinh thái quốc tế năm 2017 ấy, tại Ai Cập, thì chị đã được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành công ty ERM Việt Nam, đơn vị đại diện chính thức của tập đoàn sắc đẹp ERM toàn cầu tại Việt Nam ấy. Nhiều người cho rằng là chị còn quá trẻ để đảm nhận vị trí trên. Và cũng gần thời điểm này ấy, thì người quản lý cũ của chị đã tố cáo chị vô ơn, nhờ có đại gia chống lưng thì mới thăng tiến nhanh chóng như vậy. Từ một thí sinh vất vả thi sắc đẹp để tìm kiếm danh hiệu cơ hội, một cô gái ở nông thôn ấy, có gia cảnh khó khăn, thì nay một bước lên xe xuống kiệu, chị có nói điều gì không ạ? Trước tiên thì Thành xin giải thích về cái vấn đề là anh quản lý của Thành tố Thành có đại gia chống lưng người này kia. Đó là một cái hiểu lầm thôi, đó không phải là Thành. Mà trên trang Facebook cá nhân của anh ấy có đăng những cái lời lẽ là khiến mọi người hiểu rằng là cô gái đó có đại gia chống lưng được quay lại phản bội này kia. Thì cô gái đó không phải là Thành mà là một thí sinh của anh ấy. Trước đây anh ấy đã giúp đỡ rất là nhiều và đăng quang và có được một cái thành quả nhất định, nhưng cô ấy lại tức là quay lại phản bội anh ấy và không làm việc cho anh ấy nữa. Và anh ấy có viết lên Facebook thì vô tình mọi người lại nghĩ là Thành, tại vì hiện tại là Thành anh ấy đang rất là thân thiết, mối quan hệ rất là thân thiết, thì mọi người nghĩ đó là Thành, nhưng mà đó không phải là Thành, đó là một thí sinh khác, một đàn chị của Thành. Thì nếu như nói về vấn đề là trước đây Thành là một cô gái rất là nghèo khó, vất vả đi thi hoa hậu, thì thật sự cuộc sống bây giờ của Thành nó cũng hết sức bình thường thôi, nó cũng không phải giàu sang gì cả sau cái cuộc thi hoa hậu sinh thái. Thì cuộc sống hiện tại của Thành thì chỉ gọi là đỡ khó khăn hơn ngày trước thôi, tại vì Thành cũng có những cái show, cái buổi diễn thêm, Thành có thu nhập thêm cho gia đình, cho bản thân mình, cũng có thể nuôi được bản thân mình. Thì trước đây thì nó khó khăn nhiều, còn bây giờ thì nó khó khăn ít hơn, chứ không phải là một cuộc sống nó giàu sang. Thì vì mọi người cũng nghĩ là phải có đại gia chống lưng hay gì đó, nhưng mà Thành thì nghĩ là hiện tại thì Thành vẫn là một sinh viên, thì Thành vẫn luôn học tập, cố gắng học tập chăm chỉ để hoàn thành cái nhiệm vụ là một sinh viên của mình. Còn về cái vấn đề mà đại gia hay không thì Thành nghĩ là nó không có quá quan trọng trong cuộc sống của Thành, tại vì Thành có thể tự kiếm ra tiền để nuôi mình. Còn về cái vấn đề đại gia, khi mà một người đã gặp mình có tình cảm, mình nảy sinh tình cảm, thì kể cả người đó là đại gia hay không thì Thành vẫn chấp nhận. Sau tất cả, sau câu chuyện 2-3 năm trước, khi mà chị xuất hiện trên truyền thông, được một người để ý rằng một cô gái ở nhà quê đi thi hoa hậu mà chỉ có 3 bộ váy thôi, và đến bây giờ với những cái danh hiệu trong nước và quốc tế, danh hiệu Á hậu, Á khôi du lịch, Á hậu sinh thái quốc tế năm 2017, và có một cuộc sống như chị nói là bớt khó khăn hơn xưa. Vậy thì không biết là chị, tự bản thân chị cảm thấy là bản thân mình có thay đổi như thế nào, hay là
thay đổi như thế nào trong cái cuộc sống chính bản thân mình cảm thấy? Chính bản thân Thành cảm thấy thì đương nhiên là Thành cảm thấy Thành trưởng thành hơn rất là nhiều. Thành không còn run hay là Thành không còn ngập ngừng khi mà đối diện với truyền thông, khi mà đối diện với trước đám đông, và Thành cảm thấy bản thân mình cảm thấy là trưởng thành hơn rất là nhiều luôn. Thành không còn như trước, không còn tâm mít, không còn mít ướt, rồi không còn suy nghĩ nó gần, suy nghĩ nó hạn hẹp, mà bây giờ thì Thành suy nghĩ nó rộng hơn và Thành suy nghĩ nó theo chiều sâu hơn. Và chuyện đó cũng là lý do mà Thành tại sao là Thành không chỉ trích Leo Mon Anh, mặc dù là nó rất là bất công đối với Thành. Và khoảng 2-3 năm trước cho tới bây giờ thì là một thời gian rất là dài, và đối với Thành thì Thành cảm giác như là 10 năm ấy, tại vì Thành phải trải qua quá nhiều những cái khó khăn và thử thách. Thì ở thời điểm hiện tại thì Thành rất là hài lòng với cuộc sống của mình, sống với một cô sinh viên rất là đúng nghĩa, Thành học tập, lao động giống như tất cả mọi người. Tôi muốn hỏi câu hỏi cuối cùng ấy. Suy cho cùng ấy, thì một con người nhất là một người con gái ở nông thôn nữa, nếu như người ta có sắc đẹp và có tri thức và đồng thời cũng có cái chí tiến thủ muốn vươn lên ở trong cuộc sống, muốn giúp đỡ gia đình, và nếu như người ta gặp được một cái người nào đó giàu có hay đại gia mà cái người đó lại cũng có tình cảm, và người ta cái người đại gia đó lại cũng hỗ trợ giúp đỡ thăng tiến về công việc và tài chính nữa, thì điều đó thực ra nó cũng không phải là cái gì là quá kinh khủng, đúng không ạ? Vâng, không phải là xấu xa, vì vâng, điều đó nó xuất phát từ tình cảm thôi. Một người đại gia có thể lo cho mình, có thể lo cho cuộc sống của mình, giúp mình thăng tiến, nhưng mình không có tình cảm với người đấy thì đương nhiên là mình không thể dẫn đến những việc tình yêu được. Nhưng nếu như mình có tình cảm, xuất phát từ tình cảm đối với người đấy thì cái việc mà tiến tới với người đó nó chẳng có gì là xấu xa. Tôi hỏi thêm một câu nữa, câu này chắc chắn là cuối cùng rồi. Trong cái cuộc trong phiên tòa xử án liên quan đến hoa hậu hoa hậu người Việt tại Nga, thì cô ấy có nói rằng là anh đại gia kia là người yêu và đương nhiên nếu mà là đã yêu nhau thì phải lo cho tôi. Thực ra điều đó là không sai, nhưng mà có vẻ dư luận ném đá cô đấy rất nhiều. Thực ra nếu như mà hai người yêu nhau, có tình cảm với nhau thì đương nhiên người này có thể, nếu có điều kiện thì có thể lo cho người kia, đúng không? Thì cái vấn đề là khi mà hai người yêu nhau thì cái vấn đề người đàn ông phải lo cho người phụ nữ thì đó là điều đương nhiên thôi. Và nhưng mà nó không phải là điều nhất thiết, nhưng mà là điều quan trọng. Tại vì ở trường hợp của chị Nga thì nếu như chị ấy là một người bình thường, không phải là một hoa hậu, thì sẽ chẳng ai ném đá hay chỉ trích chị ấy làm gì cả. Nhưng đằng này chị ấy là một hoa hậu và vướng vào một cái lùm xùm liên quan đến pháp luật, thì đương nhiên là công chúng rồi dư luận họ sẽ phản đối là điều đương nhiên. Còn nếu để xét về trường hợp cuộc sống bình thường mà những người bình thường thì điều đó là điều đương nhiên, nó không có gì xấu xa và nó không có gì quá đáng hay kinh khủng hết. Dạ vâng, xin cảm ơn Á hậu sinh thái quốc tế Nguyễn Thị Thành.